Vâng, xin chào tất cả quý vị và xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì vợ chồng Giáp lại quay cho quý vị và các bạn một cái miếng đất nằm ở xã Ia Me, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Và cái miếng đất này thì nó cách trung tâm ủy ban, theo như đường chim bay từ đây Giáp nhìn thì khoảng 1 cây thôi. Và cái đường đi ấy thì mùa mưa ô tô không vào được, còn mùa nắng thì ô tô chạy vù vù nha các bạn. Và cái miếng đất này chủ nhà mong muốn với cái giá là 770 triệu. Đó, thì miếng đất này là miếng đất đen, gồm có 2H2, trong sổ là 1H8. Đó là chủ nhà bán tổng hết là 770 triệu. Đó thì Giáp sẽ quay cho mọi người cùng coi đất đen rất là đẹp nhá. Không biết là nó còn thiếu cái gì không? Không, có nhiều. Cách trung tâm huyện tầm độ khoảng 15 km. Đó các bạn ạ. Và cái miếng đất này ạ thì có điện 3 pha, có giếng nước, có điện cả điện 2 pha luôn. Hai đường điện. Ok. Em chào cô chú và các anh chị đang xem video. Bây giờ vợ chồng em sẽ vào trong đất quay cho mọi người cùng xem nhá. Ok, và bây giờ Giáp sẽ quay cụ thể nhất này các bạn này. À, các bạn ơi, đây là cái con đường đi. Đường đi thì nó hơi nhỏ một chút, à, do ít người đi nên là nó như thế này. Thì Giáp sẽ zoom cho mọi người cùng xem. Ủy ban thì ở chỗ kia nhé mọi người. Đây, ủy ban thì nằm ở đây. Đó, mọi người có thể nhìn thấy ủy ban ở chỗ xa xa kia. Các bạn ơi, trời nó sắp mưa rồi nên là Giáp sẽ quay rất là nhanh thôi. À, cái miếng đất thì 2 hectare 2 nhé các bạn. Từ đây, chất đất thì đất đen. Như gia đình ở bên hàng xóm này, các bạn thấy này, trồng cái cây chanh leo thì các bạn nhìn thấy cây chanh leo lá nó như bàn tay của Giáp luôn, rất là tốt. Và cái đất này thì có cà và có 60 cây gỗ sưa, gia đình thì cũng đã trồng gỗ sưa và khoảng 400 cây cà, 300 cây độ khoảng 300 hơn 300 cây cây trụ tiêu. Như các bạn thì đây là cái cây sưa này, chất đất thì đất đen thịt đen rất ok. Đây như các bạn xem cái chất đất thì ở đây. Trời thì đang chuẩn bị mưa rồi. Cà phê thì phía bên này nhá các bạn. Điện đóm thì cũng đã có đầy đủ. Miếng đất này thì tính ra thì cũng rẻ nhá các bạn, cũng không có cao nhá các bạn ơi. Đó, thì hôm nay thì Giáp sẽ quay cho các bạn xem như thế. Một miếng đất rất là ok nhá các bạn. Đang mưa các bạn ạ. Do trời mưa nên là Giáp hơi bị ấy một tí, đang che cái máy quay các bạn ơi, không thì nó ướt thì nó hư mất. Đây các bạn ơi, toàn bộ khu này. Đó, các bạn thấy là toàn bộ khu đây là chất đất đen và cỏ thì mọc cũng tùm tùm luôn. Cà phê thì cũng được các bạn ạ. Mình quay cho các bạn xem một cái miếng này. Đường đi xe máy thì đi ok. Nó cách cái đường bê tông nho nhỏ là tầm độ khoảng 200 mét. Đó, đất này thì rất phù hợp cho các bạn trồng chuối nhá. Rất là tuyệt vời luôn. Trong khi trồng xoan tốt lắm. Nếu các bạn mà mua cái miếng này mà các bạn có ý định trồng rừng á thì không phải nói chuyện luôn. Rất là đẹp luôn, rất là ok. Đây, chủ nhà cũng đã trồng được 60 cây gỗ gì đây? Sưa nhá các bạn. Điều có, nói chung là trồng kín. Cái miếng này thì có nước tưới là giếng nhá các bạn. Giếng nước tưới. Rồi, cà phê đây. Như các bạn thấy cà phê cũng rất là ok luôn. Có vài cây cà phê, nhưng mà theo tớ ấy, thì các bạn mua được cái miếng này đấy, các bạn trồng rừng hoặc trồng xoan thì vô địch luôn. Chất đất thì đất đen đẹp lắm rồi. Nói chung là cũng cao giáo, cũng được. Đường điện thì có 3 pha, 2 pha đầy đủ hết luôn. Nói chung là cũng được, có 3 400 trụ tiêu. Cũng rẻ nhá các bạn, các bạn có thể gặp gia đình và thương lượng thêm. Các bạn ơi, do trời nó sắp mưa rồi, đây bà xã tôi. Bây giờ nó mưa rồi tôi không có quay được thêm cụ thể nữa. Đây như các bạn thấy đây, ở bên bên này thì cũng có chanh leo. Chanh leo thì cái đất đen á, nó rất hợp với cây chanh leo thì phải các bạn ạ. Tôi thấy cái cây chanh leo nó rất là tốt luôn. Lá nó to lắm, mỡ màng lắm các bạn ạ. Hình như nó rất hợp. Đây là các bạn ơi, chủ nhà bên này cũng đã trồng chanh leo, đang trồng chanh leo này. Và cũng có những cái cây gọi là cái cây gì đây, cái tiêu, tiêu cũng có các bạn ạ. Chanh leo này thì nó cách cái trung tâm ủy ban thì nó chỉ có như thế thôi, cũng khá là gần nhá các bạn, cũng thuận tiện ra phết. Đấy, bên này thì có cà này, đây là tôi đi giáp dòng luôn đó. Hai bên cà phê trong này đẹp, cà phê trong này đẹp lắm các bạn ơi, xanh đen luôn đó. Mà do cũng không có làm được sổ sách thì có 1H8, nhưng mà tổng diện tích thì nó là vào tổng diện tích cái khu này là vào 2H2 các bạn ơi. Miếng này thì có mấy trăm triệu cũng được các bạn ạ, sổ sách ất giáp hết rồi đó. Chủ nhà cũng đã căng những cái dây để ấy, căng những cái dây để trồng cái cây chanh leo tốt lắm các bạn ơi. Đất ngoài kia thì đất đen nhưng vào đây thì lại hơi thịt thịt này. Đây như các bạn nhìn cái chất đất này là các bạn thấy là nó rất ok luôn, tôi cũng thấy rất ok.
Cà đẹp lắm các bạn ơi, xanh đen luôn. Đây, cà trong này thì lại rất đẹp luôn. Ngoài kia thì hơi lèo tèo các bạn. Đầu tiên gặp thì hơi lèo tèo, nhưng mà vào đến đây thì cà rất là đẹp. Tôi cũng đi thăm. Riêng cái miếng đất đen này mà các bạn trồng chuối nó không có bị bệnh đâu. Rất đẹp luôn. Đây chủ nhà cũng đã trồng cái cây chanh dây rồi. Cà phê, nói chung là như thế, mọi thứ cũng rất là ok luôn các bạn ạ. Tôi cũng sẽ cùng với các bạn đi lòng vòng ở bên trong. Tôi sẽ thăm đất cho các bạn nhé. Đây các bạn ơi, cà phê được. Nói chung là miếng này thì cũng có mấy trăm triệu thì tôi thấy rất ok. Ui, ở đây lấm mối. Lấm mối đã mọc rồi các bạn ạ. Ui, lấm mối đầy kia kìa. Đây có cây lấm mối này các bạn này. Phải lấm mối không? Đó, cây lấm mối. Đó, thì bây giờ cũng đang mưa. Cây bơ cũng rất là tốt nha các bạn ơi. Xanh đen luôn. Cà phê này. Đó, cây cà phê. Quả nó dữ dội luôn. Hồ tiêu, cà phê hồ tiêu. Cũng rẻ các bạn ạ. Cũng không có đắt. Sổ sách thì có, mà ngay sau lưng ủy ban thì cũng được rồi. Những này như thế là cũng được nhé các bạn. Bây giờ thì mua bán thì hai bên sẽ gặp nhau và thương lượng, có thể nói vẫn còn thương lượng được các bạn ạ. Những này như thế mà vẫn còn chủ nhà vẫn cho thương lượng nhé các bạn. Và theo như Giáp thấy thì ở đây là tưới giếng nước. Các bạn miếng này có thể trồng sầu riêng cũng ok này, trồng cây ăn trái ok này. 2 hectare này cũng khá rộng nhé các bạn ạ, mình cũng không thể đi hết được. Ở đây có bơ, có điều, rồi tiêu, cà. Có gì nữa đâu ta? Có cây chuối. Rồi có cả những cái cây gọi là cây xưa. Rồi mình cũng đi hết đất luôn để xem có đá, có đầm gì không, nó có nhiều đá không. Không có đá đâu các bạn. Chỗ này thì lại là đất sỏi đỏ này, hơi sỏi đỏ nhưng mà đất cũng thịt đẹp. Đó. Đây mình cũng đi gần tới cuối dãy rồi, nói chung là khá rộng. Tiêu trụ nhiều lắm các bạn ơi. Đầy trụ tiêu luôn. Đấy, như các bạn đứng đây ấy, thì các bạn nhìn thấy trung tâm ủy ban này đồ ngoài kia cả. Đây các bạn ơi. Đấy, cột phát sóng rồi ủy ban thì nó nằm ngay ngoài kia rồi. Đứng ở giữa dãy mình cũng nhìn thấy rất là rõ luôn. Và cà phê, rồi mọi thứ rất là ok. Rồi bây giờ Giáp đi ra ngoài đây. Các bạn ạ, mình lại đi quay trở ra nhé. Trời, do trời nó mưa đấy. Thế là mình phải trở ra. Thì tí nữa Giáp sẽ quay cho các bạn xem con đường. Nói chung là cái con đường ấy thì đi xe máy được. Mà ô tô mùa mưa thì không có đi được, nó hơi trơn. Đi thì vẫn đi được các bạn ạ, mà nó cũng vất vả một chút. Đó. Rồi bây giờ Giáp đi ra ngoài nhé các bạn. Cái con đường đi thì đi xe máy được các bạn ơi. Đường đi thì nó cũng đường nhỏ nhỏ như vừa nãy Giáp quay thôi. Cũng cách tầm độ khoảng 200m thì nó đường đất mà. Mùa mưa đường đất thì các bạn cũng hình dung rồi. À, nó cũng hơi bị nảy nội. Nên miếng này thì phù hợp cho mình mua để mình trồng rừng hoặc là mình trồng chuối. Hoặc là mình để đó đâu cũng có lời, hoặc là cho người ta mượn thuê người ta làm cũng được các bạn ạ. Với cái giá này thì nó cũng không phải là cao đâu nhé các bạn ơi. Đất tốt thì cỏ mới tốt đây này các bạn này. Rồi bây giờ Giáp sẽ đi ra ngoài. Với cái giá này thì cũng ok nhé các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video này. Bà xã Giáp không có chỗ nào đứng mưa đâu. Chú mưa phải đứng ngoài trời kìa. Rồi xin chào tất cả các bạn.